Hiện nay, nhiều địa phương ở miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Trị đang bước vào cao điểm mùa khô. Tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng. Đây cũng là thời kỳ cao điểm bà con nhân dân khu vực miền núi đốt nương làm rẫy, khiến cho nguy cơ cháy rừng rất dễ xảy ra. Vì vậy, ngay từ đầu mùa khô, các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đã tăng cường các biện pháp cấp bách để phòng chống cháy rừng. Trên địa bàn hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông của tỉnh Quảng Trị, tình trạng đốt nương làm rẫy của người dân diễn ra rất phổ biến. Trong năm ngoái, tại huyện Đắk Rông đã xảy ra 5 điểm cháy thực bì, tuy nhiên các lực lượng chức năng đã kịp thời tổ chức dập tắt đám cháy, không để cháy lan vào rừng tự nhiên. Bên cạnh đó, ý thức của người dân cũng dần được nâng cao. Giai đoạn này thì đang thực hiện là nếu mà đốt sớm là trồng sắn thôi, vì lúa thì chưa đến mùa. Đốt một lần thì nếu cháy hết thì cũng đốt, mà còn nếu không cháy thì phải dọn lại, làm sao mà đảm bảo cái mức an toàn nhất để không cho cháy lan. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Đắk Rông tỉnh Quảng Trị quản lý gần 43.000 hecta rừng, trong đó có gần 3.000 hecta rừng đất sản xuất trồng lúa nương, ngô, sắn và một phần diện tích do người dân địa phương xâm canh. Ở những khu vực xâm canh này, tình trạng cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào do sự bất cẩn trong quá trình sản xuất của người dân. Đối với các khu vực mà có nguy cơ nhạy cảm và xâm lấn cao, trong quá trình người dân xử lý thực bì, chúng tôi sẽ triển khai các cái bạn cắm ranh giới, tổ chức tuyên truyền mỗi đồng chí kiểm lâm tiểu khu và các viên chức địa bàn và cái lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng của ban quản lý là một tuyên truyền viên. Cái lực lượng kiểm lâm tiểu khu tăng cường về các tiểu khu tại các thôn bản để kiểm tra tại hiện trường, kịp thời phát hiện và có các cái biện pháp xử lý kịp thời, không để trở thành điểm nóng, điểm cháy lan vào rừng. Trước tình hình nắng nóng còn kéo dài trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo tăng cường cán bộ kiểm lâm địa bàn tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng, tổ chức trực 24/24 giờ vào thời gian cao điểm nắng nóng để có kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin về cháy rừng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy để sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ nay đến năm 2025, thành phố cần lắp đặt thêm 19.664 trụ nước chữa cháy trên địa bàn. Trong đó, hơn 11.800 trụ nước chữa cháy sẽ được lắp đặt mới tại các dự án phát triển mạng lưới tuyến ống cấp nước cấp 3 của đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 7.800 trụ nước chữa cháy sẽ được lắp đặt bổ sung trên mạng lưới tuyến ống cấp nước cấp 3 hiện hữu. Nguồn kinh phí được huy động từ ngân sách thành phố, giao Tổng công ty cấp nước Sài Gòn lập dự án đầu tư. Công an thành phố sẽ phối hợp tổng công ty trong việc xác định vị trí lắp đặt trụ cấp nước chữa cháy. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023, giáo dục trung học sẽ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm bảo đảm an toàn trường học, chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch năm học, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 và các tình huống bất thường khác. Cùng với đó là việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, lớp 7 và lớp 10, đẩy mạnh công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, chú trọng phát triển mạng lưới trường lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả. Hiện các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 đang có dấu hiệu tăng số ca nặng phải nhập viện, nhiều người tái nhiễm cũng phải nhập viện để theo dõi. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện có khoảng 100 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, trong đó hơn 10 bệnh nhân thở máy và một số trường hợp có bệnh nền. Còn tại Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, lượng bệnh nhân nặng được chuyển tới cũng có dấu hiệu tăng lên. Hiện bệnh viện đang điều trị cho gần 30 bệnh nhân COVID-19. Các bệnh nhân nặng đa số là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền. Bên cạnh đó cũng có một số trường hợp tái nhiễm phải nhập viện. Để ngăn chặn dịch COVID-19 tái bùng phát, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan trong bối cảnh dịch vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay. Để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất sinh phẩm tại nhiều bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai các giải pháp đồng bộ, đánh giá thực trạng thiếu thuốc, vật tư, hóa chất, cũng như những khó khăn vướng mắc trong công tác đấu thầu tại các đơn vị. Tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, hiện đang thiếu 20/381 loại thuốc như thuốc cấp cứu, dịch truyền, kháng sinh. Đối với vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm, bệnh viện đang thiếu 38 loại vật tư tiêu hao và 119 hóa chất xét nghiệm. Đối với thuốc, thì 6 tháng đầu năm 2022, bệnh viện có tổ chức 4 gói thầu tại bệnh viện. Nhưng khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, thì tỷ lệ trượt thầu tới 40%.
vật tư y tế tiêu hao và hóa chất sinh phẩm, bệnh viện có xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nhưng vì vướng một số quy định của Nghị định 98 Bộ Y tế, đến nay vẫn chưa có kết quả đấu thầu nên là không có hàng. Bệnh viện đề nghị Sở Y tế là đối với những cái mặt hàng mà số lượng nó ít thì Sở Y tế có thể sẽ đấu thầu tập trung của tất cả các đơn vị để cái số lượng nó tăng lên thì mới có thể có các nhà thầu tham gia. Thứ hai là những cái số lượng ít ấy, thì có thể xin ý kiến Sở Y tế hoặc là Ủy ban dân tỉnh cho phép bệnh viện được mua cái hình thức đấu thầu mà có thể mua được cái số lượng ít như thế. Để sớm tháo gỡ những khó khăn, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cơ sở tổ chức đấu thầu lại ngay các loại thuốc không lựa chọn được nhà thầu và hướng dẫn các đơn vị triển khai mua sắm qua mạng một số gói thầu nhỏ trong phạm vi được phân cấp đối với một số vật tư hóa chất hiện thiếu. Ban hành các văn bản hướng dẫn đôn đốc mua sắm, Sở cũng chỉ đạo các đơn vị sử dụng các thuốc thay thế hoặc các đơn vị chủ động mua bằng các hình thức khác theo quy định, bảo đảm công tác khám chữa bệnh được diễn ra bình thường, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.